Hello, em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Đắt Cứng nha mọi người. Hôm nay là ngày 20 tháng 10, em xin chúc tất cả các chị em luôn luôn hạnh phúc và có nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Trong cái video này, em cũng là giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm kem trị nám nha mọi người. Đây là cái dòng sản phẩm mà rất là nhiều chị em đang rất là cần luôn. Một cái làn da mà nám sạm, đen, rồi những cái làn da mà bị thâm do những cái vết thâm mụn hoặc là những cái vết thâm mà do mà mình đi bắn laser ấy, nó để lại thâm rất là nhiều. Thì mọi người hỏi em là làm sao để mà chữa trị được cái những cái vết thâm đó một cách hiệu quả bằng một cái dòng sản phẩm với cái mức giá bình dân. Thì trong video này em sẽ là giới thiệu cho mọi người cũng như là chia sẻ về cái kinh nghiệm trị nám của khách bên em. Hầu như là cái dòng sản phẩm trị nám bên em là bán rất là chạy, bởi vì mỗi làn da sẽ phù hợp với những dòng sản phẩm khác nhau. Nên mọi người đang có những làn da bị nám, sạm cũng như là những cái làn da mà làm cho chúng ta mất tự ti thì đừng ngại chia sẻ cho công ty bên em nha. Mọi người có thể là liên hệ qua cái số hotline bên em là 0933 766 739, hoặc là vào trong cái Zalo bên em qua số là 0773339279 để được liên hệ cùng với những chuyên viên chăm sóc làn da sẽ giúp cho mấy chị em càng ngày càng đẹp hơn nha. Đây là cái bộ nam túi mà bên em đang bán với cái mức giá rất là bình dân. Công ty bên em đang nhập khẩu và phân phối với những cái dòng sản phẩm Thái Lan rất là uy tín luôn nha mọi người. Mọi người mà đã điều trị nám tại shop bên em thì biết được là cái dòng sản phẩm trị nám của bên em là siêu đỉnh rồi đúng không? Đây là cái bộ sản phẩm mà cái giá của nó rẻ nhất hiện tại luôn á. Và cái dòng sản phẩm này hiện tại ở trong cái bịch này nó sẽ có 5 món gọi là cái túi nám Garner. Hay mọi người có thể là liên hệ cho công ty bên em để nói là chị muốn mua cái bộ sản phẩm túi nám là bên em chốt đơn rất là nhanh. Còn nếu mà mấy chị không biết về cái dòng sản phẩm này á, cũng như là không biết đọc sản phẩm này là tên gì, thì mọi người vui lòng là chụp màn hình lại để công ty bên em sẽ chốt đơn nhanh hơn cho tất cả các chị, để không có bị nhầm lẫn về cái sản phẩm của mình nha. Về cái bộ cái sản phẩm nám túi này, nó sẽ có công dụng là làm trắng, rồi giúp là trị nám, mờ thâm, cũng như là giúp cho cái những cái đốm tàn nhang, những cái đốm mà thâm do mụn hoặc là thâm do mà điều trị và laser ấy, để lại thâm trên da của mình làm cho mình mất tự ti. Thì mọi người ơi, đừng bỏ lỡ về cái bộ nám túi với cái mức giá bình dân như thế này. Đây là cái bộ sản phẩm mà em đã cải thiện làn da của hàng nghìn chị em phụ nữ. Những chị em nào bị nám tàn nhang đồi mồi, những làn da chưa đều màu hoặc là những làn da đang bị mụn thì có thể là sử dụng cái bộ này rất là thích hợp luôn. Đây là dòng sản phẩm mà mọi loại da ai cũng có thể sử dụng được, từ nam tới nữ. Những chị em, những anh chị em nào đang bị nám thì đừng nên bỏ lỡ bộ sản phẩm này. Với cái cách sử dụng như sau, thì trong video này em sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho mọi người luôn. Em biết là cái dòng sản phẩm nam túi này rất là nhiều chị em đã biết đến rồi, và nhiều người là không biết về cái cách sử dụng. Nhiều lúc em nhập về cái dòng sản phẩm này á, một bịch như thế này gồm có 5 món như thế này, nhiều lúc là chính bản thân em chưa trải nghiệm cũng như là chưa biết về cách sử dụng thì nó cũng rất là khó đúng không? Nhưng mà trong video này em sẽ hướng dẫn cặn kẽ và sẽ chia sẻ một cách nhiệt tình để cho mọi người cùng nhau có một làn da sáng hơn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ là rửa mặt của mình bằng cục xà phòng rửa mặt này nha. Đây là dòng sản phẩm là rửa mặt xà phòng cam. Nếu mấy chị mua đúng hàng chính hãng thì cái màu cục xà phòng nó sẽ đậm hơn, và cái mùi xà phòng của nó rất là thơm, mùi cam nha mọi người, rất là thơm luôn. Còn nếu mà mua trúng hàng dễ hàng nhái thì cái màu nó sẽ nhạt hơn, và cái mùi vị của cái dòng sản phẩm này nó sẽ là cái mùi không có thơm mấy nha, nó thơm rất là nhẹ luôn. Mà mọi người mua trúng hàng chính hãng là cái mùi nó cực kỳ thích luôn nha. Rửa mặt sau đó mọi người sẽ là thoa một lớp serum Clobetamil G này lên da mặt. Nhiều chị hỏi em là em ơi, cái dòng sản phẩm này thì mọi người chỉ cần là đánh lên một lớp mỏng thôi nha mọi người. Đây là dòng sản phẩm serum của nó, có cái công dụng rất là đặc biệt, nó sẽ giúp cho da của mình tái tạo và giúp cho da của mình ấy nó được hồng hơn, cũng như là xóa nám rất là nhanh luôn đó. Nó hỗ trợ thúc đẩy cái việc mà khi mà mình sử dụng kem thì nó sẽ phát huy tác dụng mạnh hơn, không thể thiếu trong cái bộ trị nám này. Là đây là cái tip serum nha mọi người, đánh lên một lớp mỏng thôi, không cần đánh dày nha. Nếu mà buổi sáng thì mọi người có thể là sử dụng xong kem serum này thì mọi người có thể là lấy một cái lượng kem ở trong cái tiếp này thoa lên da, nó giống như là một cái dạng chất kem lỏng như là mọi người hay sử dụng bon ấy.
Và cái tiếp kem này rất là giống cái tiếp kem Bond nha mọi người. Đó, thoa lên một lớp lớp mỏng, sau đó mọi người có thể son môi và đi ra ngoài đường được rồi. Tại vì cái dòng sản phẩm này nó cũng có cái độ chống nắng cho da rất là cao, là SPF 30. Ở cái độ chống nắng SPF 30 thì những cái làn da mà nhạy cảm tới đâu thì cũng có thể sử dụng được, tại vì cái độ chống nắng của nó cực kỳ thích hợp cho da mặt luôn nha. Đối với những cái chị nào mà hay bị khô da thì cái dùng cái sản phẩm này nó cũng được là cấp ẩm cho da và si khúc lỗ chân lông cực kỳ tốt luôn. Cái bịch kem trị nám thì nó sẽ có hai tiếp như thế này, mọi người xài hết tiếp này thì mọi người có thể là thay qua tiếp này, đó rất là tiện dụng luôn. Và tiếp theo đó là ban đêm nha mọi người. Ban đêm thì mình phải sử dụng như thế nào cho hiệu quả cho cái da mặt của mình nó mau hết nám, như da mình được trắng kẹo hơn, thì em sẽ chia sẻ luôn về cái cách sử dụng của cái bộ sản phẩm này vào ban đêm. Đầu tiên chúng ta cũng rửa mặt y chang như buổi sáng, là dùng cục xà phòng rửa mặt này, rửa thật là sạch nha mọi người, rửa sạch. Và đặc biệt là khi mọi người rửa cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt này á, là đừng nên chà quá sát, bởi vì nó sẽ ma sát vào trong cái da và nó làm tổn thương da đó. Tại vì cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt này nó cũng có cái điểm là gây kiểu như là nó sẽ làm sạch tế bào da, tế bào chết của da rất là tốt luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ là dùng một cái tiếp gọi là Beautamilger này, gọi là serum nha mọi người, cũng là đánh một lớp mỏng, cực kỳ mỏng luôn, không cần phải đánh dày nha mọi người. Tiếp theo mọi người sẽ thấy cái hộp kem trắng trắng này, đây là cái hộp kem ban đêm. Với cái dòng sản phẩm kem ban đêm này á, khi mà mọi người đánh á, là mọi người sẽ là đánh trước khi đi ngủ 30 phút nha mọi người. Sau đó mọi người tắt điện, bởi vì cái dòng sản phẩm này khi mà nó sẽ là nó có cái chất mà hoặc chất mà giúp là hút nám, nên mọi người sẽ tắt điện, sau đó mọi người mới sử dụng em này, thì cái làn da của mình nó sẽ bảo vệ và nó sẽ gọi là cái dòng sản phẩm này nó sẽ khắc về cái ánh sáng mặt trời nha mọi người, nên sử dụng vào ban đêm. Mọi người tránh cái ánh điện hoặc là tránh cái nắng mặt trời khi mà vào buổi sáng, mọi người cần phải đánh kem trong nắng buổi sáng là cái này nè, đó, để bảo vệ cái da mặt của mình cũng như là đảm bảo cho da của mình lúc nào cũng tươi tắn và hồng hào hơn. Em đã giới thiệu về cái dòng sản phẩm Chlorbeltaminger, là một cái bịch nám túi bị bóng như thế này. Và đối với những chị em nào đang bị nám cũng như là đang tìm kiếm về những cái dòng sản phẩm với cái mức giá bình dân để trị nám, thì em nghĩ đây là một cái sự lựa chọn cũng khá là thích hợp luôn. Và em đã cải thiện được cái làn da của hầu như là cả nghìn chị em phụ nữ đang bị nám. Đối với những chị em phụ nữ từ cái những cái làn da mà nhạy cảm nhất, những cái làn da mà khó sử dụng kem nhất đều cũng có thể là sử dụng cái bộ trị nám này. Bằng cách sử dụng em đã chia sẻ rồi. Mọi người ơi, mọi người bị nám tàn nhang thì hãy đến với công ty bên em để điều trị, để giúp cho làn da của mình được tươi trẻ hơn, cũng như là khắc phục đi những cái điểm da xấu trên khuôn mặt, để chúng ta luôn luôn rạng rỡ và là những người phụ nữ xinh đẹp nhất nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video bên em. Đối với những chị nào muốn mua thì hãy nhanh tay gọi điện số hotline bên em là 0933 766 739, hoặc là 0773339279, và số Zalo bên em là 0356605677 nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video bên em, và xin chúc tất cả các chị em luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công và có một ngày thật là tuyệt vời nha. Bye bye.